Rồi, xin kính chào cô chú anh chị các bạn nha. Hiện tại giờ em đang có mặt tại mộ nghệ sĩ Tố Vũ Linh. Ngày cuối tuần hôm nay ngày 18 tháng 3. Hiện tại bây giờ em theo quan sát thì thấy bà con đến đây rất là đông mọi người ơi, ngày cuối tuần để viếng mộ chú nè cô chú anh bạn. Đây thầy đây di chuyển vào mộ chú nè cô chú bạn ơi. Đây, phía đây thì mấy chị gái đang di chuyển vào, đang trên tay cầm bó hoa, hình như là ba bó mọi người. À, đang di chuyển vào mộ của chú nha cô chú bạn. Bốn chị gái nha cô chú bạn. Thì hôm nay ngày cuối tuần chắc các chị được nghỉ cô chú bạn, cho nên là đến đây quyến mộ chú. Đây. Phía sau đây thì cũng có dàn xe, cũng rất là đông mọi người. Và hiện tại bây giờ phía trong ngay trước cái bàn thờ, ngay chỗ mộ chú thì cũng rất là đông bà con nha cô chú và bạn. Tập trung hai bên, mọi người thắp nhang xong thì di chuyển qua mộ phần của các nghệ sĩ để thắp hương nữa. Hiện tại thì thấy có cô đang chuẩn bị thắp hương trên bàn thờ chú các bạn. Em đang di chuyển quay để mọi người xem dễ hơn nha. Khung cảnh buổi sáng hôm nay, buổi sáng thứ bảy cuối tuần. Hôm nay thì trời tiết thì cũng không nắng mấy mọi người ơi, bây giờ mới có 7 giờ rưỡi sáng à. Đây mấy chị thì chuẩn bị gỡ bông hoa ra, chuẩn bị đưa lên bàn thờ chú của chú bạn. Hiện tại em thấy phía ngoài cũng có mấy cô chú đang chuẩn bị di chuyển vào của chú cho bạn ơi. Hoa này là hoa cúc. Cúc vàng, cúc tím. Anh trai này đang thắp nhang cho bạn, chuẩn bị quyến bàn thờ của chú. Em sẽ di chuyển qua bên đây để quay cận cảnh cho mọi người xem dễ hơn. Đây, đây là tới chỗ phần mộ chú này bạn ơi. Thấy cũng có mấy cô lớn tuổi nữa cô chú anh chị bạn. Mọi người cũng mới thắp nhang xong rồi, giờ đang nhìn xung quanh mộ chú và những di ảnh của chú. Thấy có cô vừa thắp nhang xong cũng đi quay phim chụp hình những tấm hình của chú các chú bạn. Còn phía sau đây thì cũng có hai ba cô đến viếng mộ chú nữa các chú bạn. Thấy trên tay cầm bó bông màu trắng của chị bạn. Họ đang di chuyển vào mộ chú chị bạn ơi, đi hướng từ phía mộ của nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ nha chú bạn. Hiện tại phía sau cũng có mấy anh nữa đang di chuyển vào chú bạn ơi. Họ chụp hình mộ của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, nhân dân Thanh Kim Huệ, và đang di chuyển vào mộ phần của chú nè chú bạn.